Câu chuyện này chủ yếu kể về một cô gái nông thôn đi học ở thành phố lớn, ở trường học kết bạn với bạn tốt có hứng thú giống nhau, cậu bé vừa gặp đã yêu cùng với một người lặng lẽ trả giá thầm mến cô, bởi vì ý kiến với bạn tốt nảy sinh xung đột, hai người cuối cùng mỗi người đi một ngã. Cùng người mình thích, trải qua ngàn cây đắng, rốt cục cùng một chỗ, lại chịu khổ phản bội. Người thầm mến thổ lộ tiếng lòng với cô, nhưng vì đủ loại nguyên nhân. Chương 1 Mới tới Nam Thành bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 2 Niệm nhà Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Còn có thể gặp phải sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Lớp bên cạnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Không hiểu nhưng tôn trọng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Gặp lại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Xúc động yêu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 8 Về trường học sốt ruột Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Tuyển chuyên nghiệp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Nghỉ hè Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.